Cận cảnh thành phố hẹp nhất thế giới, với nơi rộng nhất cũng chỉ có 300 mét. Diêm Tân được mệnh danh là thành phố hẹp nhất thế giới, với bối cảnh trông như một bộ phim điện ảnh hoặc một trò chơi điện tử mô phỏng. Sở dĩ thành phố này hẹp như vậy là vì nó được mọc lên dọc theo sông Yangtze, trên phần đất bị kẹp giữa sông và những ngọn núi dốc của tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Nhìn từ trên cao thật khó để tin rằng Diêm Tân là một thành phố có khoảng 450.000 dân sinh sống lâu đời như thế. Nhưng điều đó đã khiến Diêm Tân trở nên vô cùng đặc biệt. Tại điểm hẹp nhất của Diêm Tân chỉ rộng có 30 mét, trong khi nơi rộng nhất cũng chỉ khoảng 300 mét. Mặc dù thành phố này trải dài hàng cây số dọc theo con sông, nhưng không có nhiều cây cầu bắc ngang và mỗi bên có duy nhất một con đường chính. Tuy hoang vu là vậy, nhưng giá đất ở thành phố Diêm Tân lại vô cùng đắt đỏ. Người ta xây dựng chung cư bên sông trên những cây cột để tránh lũ lụt trong những trường hợp nước dâng bất ngờ. Những người mới đến Diêm Tân đều có cảm giác choáng ngợp khi đứng giữa hai bên là vách đá. Đặc biệt vào những ngày mưa, dòng sông trở nên đục ngầu, chảy ào ạt như sông Hoàng Hà. Sau khi một đoạn phim quay bằng flycam về Diêm Tân lan truyền trên mạng xã hội đã gây sốt cộng đồng mạng, nhiều người cảm thấy tò mò và tỏ ý muốn được đến sống trong một thành phố chật hẹp như vậy. Trên thực tế, ở đây người dân đã sinh sống hàng trăm năm qua mà không hề nghĩ đến việc chuyển đi bất kỳ nơi nào khác. Từ Bắc Kinh phải mất hơn 7 tiếng đi máy bay hoặc hơn 15 tiếng đi tàu mới có thể tới được Diêm Tân. Đường đi cũng khá trắc trở. Cũng chính vì giao thông không thuận lợi đã hạn chế sự phát triển của thành phố bé nhỏ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.